Cảm ơn quý vị đã giữ nguyên băng tần 18-14 của đài CBN. Và ngay sau đây, Mỹ Vân xin mời tất cả quý vị cùng đến với bản tin đầu tiên của phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, công ty Johnson & Johnson phải trả 572 triệu Mỹ Kim do bị cáo buộc bán thuốc giảm đau gây nghiện. Một thẩm phán ở Oklahoma hôm thứ Hai đã tuyên bố Johnson & Johnson và các công ty con đã thực hiện chiến dịch tẩy não, lừa đảo trị giá hàng triệu Mỹ Kim để quảng bá thuốc giảm đau opioid như một loại thuốc thần kỳ, từ đó góp phần dẫn đến đại dịch opioid trên toàn nước Hoa Kỳ và đã ra lệnh cho công ty phải trả 572 triệu Mỹ Kim để giúp khắc phục vấn đề này trong những năm tới. Từ năm 2007 đến năm 2017, đã có 4.653 người dân ở Oklahoma đã chết vì vô ý dùng quá liều giảm đau được kê đơn. Tiểu bang ghi nhận hơn 28.000 yêu cầu nhập viện điều trị chứng nghiện opioid và heroin. Vào năm 2013, Oklahoma đứng thứ 7 danh sách các tiểu bang ở Hoa Kỳ lạm dụng kê thuốc giảm đau cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và mỗi năm, hàng trăm trẻ em Oklahoma được chẩn đoán hội chứng cai ở trẻ sơ sinh liên quan đến opioid. Các công ty dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết lên tòa án tiểu bang Oklahoma. Một người chèo xuồng từ San Francisco tới Hawaii. Một nhà thể thao tại California vừa trở thành người đầu tiên chinh phục Thái Bình Dương trên một tấm ván chèo thuyền. Và hành trình của ông Antonio de la Rose bắt đầu từ San Francisco vào ngày 9 tháng 6 và kết thúc vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6 khi ông cập bến Honolulu, Hawaii. Người đàn ông 50 tuổi đã vượt qua 2.500 dặm trên biển chỉ bằng cách đứng chèo trên ván với sự trợ giúp của gió và các dòng hải lưu. Ông de la Rose sử dụng Ocean Defender, một thiết bị kết hợp gồm tấm ván thun dài để đứng chèo, được điều chỉnh để có thêm một khoang nằm ngủ, một ngăn chứa đồ dùng và các tấm pin mặt trời để lấy năng lượng. Ông nói rằng ông bị mất 10 pounds nhưng không bao giờ bị bệnh dù ngủ rất ít. Kính thưa quý vị, NASA đã điều tra phi hành gia có thể đã phạm tội trên không gian. NASA được cho là đang thăm dò trường hợp một phi hành gia bị buộc tội truy cập vào tài khoản ngân hàng của một người bạn đời đã ly thân khi đang thực hiện một nhiệm vụ kéo dài 6 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế. Theo tờ The New York Times, phi hành gia kỳ cựu Anne McGlenworth bị buộc tội truy cập vào tài khoản ngân hàng của Summer Warden trên máy tính của NASA khi cô ấy đang làm việc trên trạm không gian quốc tế ISS. Theo New York Times, người bạn đời cũ của nữ phi hành gia này, Summer Warden, được cho là đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Liên bang sau khi phát hiện tài khoản bị truy cập trái phép. Theo Warden, tài khoản ngân hàng của cô đã bị truy cập mà chưa được sự cho phép của cô từ một máy tính có kết nối với NASA. Người này cũng gửi đơn khiếu nại tới văn phòng của NASA, cáo buộc McClane chính là thủ phạm đã truy cập trái phép vào các hồ sơ tài chính cá nhân của Warden. Kính thưa quý vị, 4 nhân viên nhà dưỡng lão ở Florida có thể bị truy tố vì những cái chết sau trận bão. Cảnh sát ở Florida đã bắt giữ 4 nhân viên nhà dưỡng lão bị cáo buộc vi phạm hình sự trong cái chết của 12 bệnh nhân lớn tuổi vì nóng bức do không có máy điều hòa nhiệt độ sau khi bão Irma đổ bộ vào năm 2017. Các nhân viên của Trung tâm Phục hồi Sức khỏe Hollywood Hills sẽ trình diện cảnh sát vào sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 8 và ra trước một thẩm phán của quận hạt Broward ở Fort Lauderdale gần đó. Theo luật sư David Frankel, hai bị cáo gồm giám đốc nhà dưỡng lão George Caballo và y tá phụ trách thời điểm đó là Sergio Collins sẽ bị truy tố 12 tội danh ngộ sát. Hai bị cáo kia đều là y tá sẽ đối diện với các tội danh nhẹ hơn. Luật sư bào chữa nói rằng các thân chủ của họ không phạm phải sai lầm hình sự nào. Các trường hợp tử vong tại trung tâm Hollywood Hills gây ra sự phẫn nộ tại thời điểm nhiều người xem là một thảm kịch có thể ngăn chặn được, làm nổi bật những lo ngại về sự dễ tổn thương của dân số đa số lớn tuổi ở Florida trong khi cúp điện toàn tiểu bang. Kính thưa quý vị, những chiếc đầm mang thương hiệu Dior mà nữ diễn viên Olivia de Havilland từng khoác lên người sắp sửa được mang ra bán. Một bộ sưu tập bao gồm 27 bộ trang phục mà nữ diễn viên huyền thoại của làng điện ảnh Hollywood, Olivia de Havilland khoác lên người theo dự trù sẽ được mang ra bán đấu giá vào tháng tới. Một vài bộ trong số này đã được bà mặc khi đóng phim cách đây hơn 5 thập niên. Cũng được rao bán trong phiên đấu giá ngày 17 tháng 9 tại thành phố Chicago lần này, còn có những thiết kế vô cùng sang trọng của thương hiệu
Christian Dior. Đây là những bộ trang phục từng được bà Olivia mặc trên sân khấu của các buổi lễ trao giải từ năm 1954 đến năm 1989. Vào tháng 7 vừa rồi, Olivia de Havilland đã bước sang tuổi 103. Bà được mọi người biết đến qua vai diễn Melanie trong phim Cuốn theo chiều gió, tức là chị dâu của nhân vật chính Scarlett O'Hara. Kính thưa quý vị, nhà thiết kế thời trang Isabel Toledo đã qua đời hướng dương 59 tuổi. Nhà thiết kế thời trang lừng danh Isabel Toledo, người từng cho ra đời những chiếc đầm độc đáo mà cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michael Obama từng mặc trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của chồng, đã vừa nhắm mắt lìa đời vào ngày thứ Hai, 26 tháng 8 ở tuổi 59. Isabel Toledo là một người gốc Cuba. Trong một tuyên bố đưa ra trước báo giới, Đức Lăng Quân của bà cho biết vợ ông đã qua đời vì bệnh ung thư ngực khi đang nằm điều trị tại nhà thương. Vào năm 2005, bà từng được trao tặng giải thưởng Thường trang Quốc gia, đồng thời được đề cử giải Tony vì đã có công thiết kế trang phục cho vợ After Midnight. Ngoài ra, bà còn hai lần lọt vào danh sách người ăn mặc đẹp nhất mang tầm cỡ quốc tế. Và quyển tự truyện mang tựa đề Roots of Style, Weaving Together Life, Love and Fashion đã được Isabel phát hành vào năm 2012. Kính thưa quý vị, và bây giờ Mỹ Vân mong quý vị vẫn giữ nguyên băng tần 18.14. Mỹ Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.